Xin chào các bác nhé, các bác mà đi rừng mà không có kinh nghiệm ấy thật sự là rất là phiền toái luôn nhá. Đây là cây nóng này, mình có làm video là cây này là quả ăn được và nó có tác dụng về hỗ trợ cho sức khỏe của mình rất là tốt này. Còn cây này là cây lá han nhá. Nhìn ai mà không có kinh nghiệm đi rừng thì nhìn nó gần gần giống nhau đúng không? Nên là có bạn là chụp ảnh cho mình là đụng phải cây này là bị đau này. Bạn ấy tưởng là cây này. Đó, nên là nó cây này thì nó có lá của nó hơi hơi có lông này, đây đây mình quay cận cảnh cho các bác xem này. Lá của nó hơi hơi có lông nhưng mà nó lại rất là lành. Nó rất là lành mà nó không đốt người đâu. Cây này thì lá rất là nhãn, mình không dám cầm vào đâu. Là cây này là nó sẽ đốt người, cầm vào nó rất là đau. Cây này cây lá han nhá. Đây, đây là cây lá han này, cây lá han này. Đây là cây 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 nóng này, cây nóng này. Cây nóng này lá của nó hơi hơi lông mà ngọn của nó hơi có màu đỏ đỏ nhá. Các bác nhá, cách phân biệt nhá.